Drive quay bị đứt, parking bị bể, quý vị có nhu cầu cần đổ xi măng, xin gọi Đặng Đổ Xi Măng. Chúng tôi chuyên đổ xi măng cho lối đi, sân sau nhà, chỗ đậu xe hay parking lot. Công ty có đầy đủ máy móc và đội ngũ nhân viên cùng đích thân chủ nhân với nhiều năm kinh nghiệm, chắc chắn sẽ đem đến quý vị một sân nhà tuyệt đẹp hay chỗ đậu xe vừa ý nhất. Để biết thêm chi tiết hay tham khảo miễn phí, xin gọi anh Đặng số 832 372 0902. 832 372 0902.